Xin kính chào các bạn, các vị. Ở đây mình đang có một chiếc máy của Mobistar mà quá nhiều bạn yêu cầu mình làm. Đó là Mobistar Light Jumbo. Cái tên này thì giống như là một chú voi trong hoạt hình của Disney thì phải. Có một cái vòi và có cái tai là có thể bay được. Mobistar Light Jumbo cũng tương tự to như voi nhưng mà màn hình của nó là 5.5 inch. Và chúng ta sẽ có cái màn hình độ phân giải HD và nhiều công nghệ khác. Bây giờ mình sẽ xin được một hộp cho máy này ra. Light Jumbo mình đang có đây là cái bản màu vàng, khá là đẹp và cực kỳ bắt mắt. Ở bên dưới mọi người vẫn có các phụ kiện đầy đủ như cáp, sạc, tai nghe và sách dẫn sử dụng. Mobistar đã chăm sóc chu đáo đầy đủ cho các bạn. Quay trở lại Mobistar Light Jumbo thì điều đầu tiên đó là nó sẽ có camera chính là 8 megapixel, camera selfie là 5 megapixel ở phía trước cùng với lại cảm biến và loa thoại. Ở đây mọi người sẽ có vi xử lý của nó là 4x MediaTek tốc độ 1.2G, dung lượng pin của nó 3000 mAh. Đó tại sao nó đặt tên là Jumbo, pin trâu như voi vậy. RAM 2GB và ROM sẽ là 16GB. Như vậy là cấu hình của nó nhỉnh hơn một chút so với lại người đàn em là Mobistar Layuna. Ở phía bên phải mọi người sẽ có cái cụm phím nguồn và có cảm giác bấm rất tốt. Ở phía bên trái là phím đo giảm âm lượng, nó tách rời nhau ra cho khả năng nhận diện một cách dễ dàng hơn. Bên dưới có cổng sạc và loa ngoài cũng như là mic thoại. Bên trên có răng cắm tai nghe 3.5mm. Toàn bộ phần khung viền của Mobistar Light Jumbo làm từ nhựa nhưng được làm giả sức phay, lớp sơn của nó rất đẹp. Nhiều người khi nhìn đầu tiên vào máy này lại tưởng là làm từ kim loại giống như cái chiếc Sky A870, nhưng thực chất thì không. Máy này làm hoàn toàn từ nhựa nhưng khả năng là làm hoàn thiện của Mobistar là cực kỳ tốt. Mặt sau là cái camera chính của nó cũng như đèn flash này, logo Mobistar. Mặt lưng này không bám mồ hôi, không dấu vân tay cho cảm giác cầm cực kỳ tốt. Nhưng lưu ý là những mặt lưng kiểu dạng này thì lại dễ bị trầy hơn. Và Mobistar đã thiết kế cẩn thận là bằng cách vát hai bên vào ở cạnh sườn, như vậy chúng ta cầm trong tay sẽ dễ chịu hơn. Nắp lưng của nó đương nhiên là cũng có thể bóc ra một cách dễ dàng. Và khi bóc nắp lưng này mọi người sẽ thấy thế được pin. Chúng ta có hai cắm sim, một khe micro và một khe sim thường và cũng như khe cắm thử nhớ mở rộng. Và bây giờ thì mình sẽ lột trần em nó ra. Đó. Chiếc máy này thì sẽ có màn hình là 5.5 inch độ phân giải HD và sử dụng công nghệ màn hình TrueView. Cái điều đầu tiên mà các bạn có thể cảm nhận được là màn hình của Mobistar Light Jumbo là rất trong và thể hiện màu sắc cực kỳ tốt. Đến điểm hiện tại thì mình vẫn ấn tượng với cái chiếc Light Jumbo về cái chất lượng hiển thị và Light Jumbo sẽ không làm các bạn thất vọng. Tuy nhiên đối với màn hình này ấy, thì nó sẽ có một điểm yếu một chút là mức độ điểm ảnh sẽ không cao, khiến các bạn cảm thấy là hơi rũ nhẹ, đặc biệt với những bạn nào cực kỳ khó tính về chất lượng hiển thị trên điện thoại. Nhưng với cái tầm giá và chất lượng mà đem lại bù lại như là màu sắc, góc nhìn và độ sáng thì thực sự là Mobistar Light Jumbo vẫn có màn hình rất đẹp. Ở đây các bạn sẽ thấy là với vi xử lý 4x 2GB RAM thì máy có cái trải nghiệm về cơ bản là tốt, vì Mobistar giữ cho nó một cái giao diện thuần Google, không mang những cái giao diện quá nặng nề của mình lên. Cụ thể hơn thì ở đây với những gì mà mình trải nghiệm lúc mới bật máy lên thì chúng ta sẽ có được dung lượng RAM trống lên tới 1.5GB. Mobistar chỉ chiếm hết có 500MB bộ nhớ RAM mà thôi, quá là ít và thực sự là nó đem lại khả năng đa nhiệm tốt. Mobistar còn trang bị những tính năng sau mình yêu thích. Đầu tiên đó là nhà sản xuất này do bán máy cho các bạn học sinh sinh viên nên cài rất nhiều game cho các bạn như đào vàng, cờ tiếng, kim cương, Mario, Jump, Pikachu. Nhưng các bạn không thích sẽ có một tính năng cho phép xóa toàn bộ các game ứng dụng này. Mobistar Light Jumbo thì cũng có camera sau tương tự như là cái chiếc Juna và chúng ta thấy là nó có các tùy biến lựa chọn chụp giữa chế độ panorama, chế độ chụp thường và chế độ quay phim. Về giao diện thì nó cũng mang giao diện đặc trưng với launcher riêng, kéo lên có thể truy cập vào các ứng dụng và các tính năng, và chúng ta có thể kéo sang bên trái để tùy chỉnh được âm lượng và tắt wifi, dữ liệu mạng. Như vậy đây là bài trên tay mở hộp nhanh Mobistar Light Jumbo, màn hình hiển thị đẹp, chất lượng hoàn thiện tốt, đặc biệt mặt trước trông khá đáng yêu và cả cái phần viền xung quanh giả kim loại cực kỳ tốt. Và hôm sau mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về cả bộ đôi Jumbo và Light Jumbo cho các bạn. Mọi người nghĩ sao về thiết bị này? Mời comment chia sẻ bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.